Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng 2. Hôm nay đi ăn mừng lễ quốc tế lao động, bà xã rủ đi vào rừng. Đó, rừng này ở Bà Rịa đây. Để làm gì? Để đi cắm trại. Cắm trại mừng quốc tế lao động. Kiểu rất là hoang dã, hưởng khí thiên nhiên nha. Đây là ở chân núi của khu Bà Rịa Vũng Tàu đó. Đường vào suối Khem ở Bà Rịa đây. Hôm nay đi suối Khem. Không hiểu tại sao vợ lại có ý nghĩ như thế này, cũng hay thiệt đó nha. Mặt này nhiều khi cũng phải suy nghĩ kỹ lại xem thử coi. Còn có 70 mét về bộ trái. Ôi dồi, ôi trời, trong rừng đó nghe kìa. Trong rừng. Đó, thấy chưa, đó. Tới rồi đây, cổng rồi đây. Tới suối Khem đây rồi. Nếu mà như vậy thì đâu có vô được. Có người đi cắm trại ở trong đây như thế này đây. Đó, cả nhà đi vô trong đây. Vào trong chỗ này, vườn cây ăn trái, đi cắm trại, có suối, có nhà. Hôm nay là lễ quốc tế lao động, ăn mừng ngày 1 tháng 5, đi trải nghiệm kiểu khác, đi tìm một nơi thanh tịnh. Nhưng mà vô đây thấy nóng, trái cây thì có bưởi, bưởi rồi đủ thứ hết đây, nhưng mà nó chưa có ra to. Đó, cả nhà hôm nay đi vào nơi đây trải nghiệm cuộc sống thanh tịnh. Đây, bưởi nè. Đó, bưởi, thấy chưa? Quá trời, nhiều. Bây giờ đi xuống tới gần suối kia đã. Đây, cắm trại có lều như thế. Có suối. Đó, cắm trại bên suối. Và ở đây còn có hồ bơi nữa. Đó, họ đang dọn dẹp hồ bơi. Mỗi một lều là như thế kia. Và ở đây là chỗ để ăn uống. Tới suối Khem rồi. Hôm nay sẽ cắm trại ở đây. Đằng sau tôi là suối đó. Rồi nhà mà sinh hoạt chung tập thể là đây đó, ở đó để ăn uống này nọ đó, đằng sau đó. Và mỗi một gia đình thì được một cái lều. Được một cái lều. Lều như vậy không có máy lạnh gì hết. Ở ngoài trời cho biết mùi không có máy lạnh. Đó, như vậy đó. Đây là căn lều của tôi. Cho khán thính giả biết, không có máy lạnh nhưng được máy quạt. Và họ có để giường đàng hoàng. Đó. Mỗi một lều là như vậy. Vệ sinh thì ở bên phía kia, không có ở đây. Đây là cuộc sống để trải nghiệm thiên nhiên. Yên tĩnh, không có xô bồ như ở thành phố và ở Vũng Tàu. Ai muốn xuống đi suối?
Hai nhỏ xuống dưới suối chơi rồi. Có chừng con cá sấu ở đằng sau đó Xu ơi. Đó, nó cắn á. Mà sợ không? Đây, đang đi chơi suối. Bây giờ tôi cũng xuống luôn. Hôm nay tôi cũng đi chơi suối với mấy nhỏ nha. Đi sợ trơn đá suối té ăn cái mất công lắm. Nên thôi quay thước phim vậy thôi nha. Đó. Đi chơi suối mát. Nước suối mát. Có lý. À, nước suối mát có lý à. Đã không Xu? Dạ đã. Tiền đã không? Đè tiền. Tiền đã không? Đã không tiền? Đã hả? À. Đi chơi suối. Xu với tiền có nghe cái tiếng gì nó kêu ra đó không? Không có. Tiếng gì vậy? Con sâu. Con sâu hả? À. Tiền có biết chút nữa là có con cá mập với một con cá sấu sẽ xuống suối biết không? Biết. Ai là con cá mập? Chị hai là con cá mập. À, rồi ai là con cá sấu? Chị ba là con cá sấu. Ôi dồi ôi, cá mập với cá sấu mà nghe được là chắc chết rồi. Đây đi chơi suối. Khung cảnh hôm nay trời hôm nay như thế này đây. Đây hai nhỏ nói cá mập và cá sấu kìa, đó đang đứng ngó kìa. À, đang đứng trên bờ ngó. Đây cá mập và cá sấu xuống dưới suối rồi. Hai con cá này xuống dưới suối bắt hai đứa nhỏ ăn. Cũng thơ mộng cho em hả? Nè đó, thấy không, ngồi bên suối nè, thấy không. Anh sẽ vì em đi về suối đây. À, chịu không? Chụp kìa, chụp hình. À, chụp hình nha. Bây giờ cả nhà đi bộ vào rừng cho vui. Gọi là rừng thôi nhưng mà khoảng chừng mấy trăm mét thôi. Đi vòng vòng cho vui. Cho mát nha. Đây là cảnh cả nhà đi vào sâu ở trong. Và ở đây cũng có một số lều nữa. Bé đã lấy mồi xong rồi đó. Cái bên cầu này quay câu chơi. Quay đây là thấy được xa ra mới thấy được cái lều của cái sông này. Ôi ông già câu cá câu được con cá nè. Ê có mua nó nhấp mồi kìa. Chưa có cá nè. Ê nó nhấp mồi câu được nguyên con cá sấu luôn. Cá sấu nè mới câu lên á. Chạy hồ bơi ân coi đi hồ bơi được không nè. Thế đi xuống hồ bơi á. Hai đứa bơi hồ nha. Bơi thử coi. Đừng có bơi sâu quá. Xu bơi thử coi nè. Rồi bơi đi. Rồi. Đó. Tập bơi đi. Rồi. Giỏi rồi. Còn hai nàng thì làm dáng chụp hình, quay phim làm đẹp. Hai công chúa này thích chụp hình quay phim làm dáng chứ không thích đi tắm hồ gì hết. Coi kìa, cười sướng chưa? Đây là cảnh chuẩn bị đồ ăn cho ban chiều. Hôm nay ăn đồ nướng và ngồi như thế này đây.
có đèn rất là thơ mộng, gọi là fine dining đàng hoàng ha. Này có fine dining ở bên hồ bơi và bên suối rất là thơ mộng. Một bữa tối fine dining rất là thịnh soạn. Sắp sửa nướng đây, có người làm lò nướng ngon lành hết rồi. Và có người chuẩn bị nướng thật là ngon cho mọi người cùng ăn. Nhưng mà hôm nay rất là thơ mộng nha. Có cảnh ở đây nè, thơ mộng không? Đó. Cảnh anh chị này cũng thơ mộng nè. Đó. Rất là thơ mộng. Tuyệt vời. Xin mời mọi người cùng ăn ngon tối nay. Có nụ cười vui vẻ. Nụ cười vui vẻ là có khỏe, là thấy vui rồi. Đúng không Su? À, hôm nay mình có fine dining đàng hoàng ở nơi núi rừng như thế này đây. Núi rừng rất là đẹp. Xin mời gia đình mình nha. Xin mời chị Hai nha. Xin mời vợ yêu nha. Ngon lắm à. Mình còn ở bên lửa trại luôn nè, đó. Và lò lửa của nhà mình nóng quá trời là nóng luôn. Bá cháy luôn. Hôm nay về là vui lắm. Rất là vui. Hỏi Su với Tiền nè, hôm nay nhà mình ăn vui vẻ không? Dạ có. Ôi trời ơi, có thơ mộng không? Dạ có. Ở ngay chỗ trời đất này, bao la bát ngát. Trời xanh không? Mây đủ thứ hết rồi. Mấy chị Hai thấy sao rồi? Vui không chị Hai? Dạ. Còn cái cô này sao? Vui không? Quá trời là vui không? Ở đây còn có lửa trại nữa nè. Đó. Lửa trại còn đang cháy rất là bừng bừng nè. Còn có đồ nướng ở đây nè. Còn béo nướng rồi nhưng mà nóng lắm. Chín hết rồi mà cũng còn nóng bừng bừng như vậy đây. Mừng lễ quốc tế lao động tới đây là chấm dứt. Vì sao? Vì ở đây là quốc tế lao động được hưởng an nhàn, sung sướng vô cùng. Gia đình ăn bữa tối như thế này tuyệt vời quá trời rồi. Và đi nơi đây là ở giữa trăng thanh gió mát không? Núi đồi của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tuyệt vời vô cùng. Cảm ơn tất cả quý khán thính giả và xin hẹn gặp trong chương trình sau.